Lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2019 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, Tuất Ngọ bán hợp. Thứ tư này là ngày mà người tuổi Tuất đón tin hung cát đan xen. Bạn mệnh sẽ nhận được nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Có người mà đến cho bạn hạnh phúc bất ngờ. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng Lịch ngày tốt theo dõi ngày sau đây nhé. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, tuổi Tý gặp phải cục diện tương xung. Điềm báo tử vi cho thấy có nhiều rắc rối đang chờ đợi bạn trong ngày giữa tuần này, không chỉ là về tình duyên mà còn đường về tài lộc nữa. Bản mệnh có thể sẽ bị hiểu lầm, nghi kỵ về những chuyện mình không mong muốn. Đối phương không có đủ lòng tin nơi bạn, vì thế mà đôi bên hết lần này tới lần khác tranh cãi, khiến cho tình cảm sứt mẻ. Kiếp tài báo hiệu việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn, trong khi cuối năm có biết bao nhiêu việc phải cần dùng đến tiền. Con giáp này thậm chí có thể sẽ cảm thấy bế tắc vì túng thiếu tiền bạc trong tay. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, kiếm tiền chẳng hề dễ dàng chút nào. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, tình cảm đôi bên sức mẻ, hiểu lầm liên miên. Tử vi tuổi Mậu Tý, hòa, thiếu lòng tin vào nhau, gây ra tranh cãi. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, có những sai lầm phải trả giá bằng tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, thiếu kiên trì thì chẳng thể nào thành công. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh lục, trắng, quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2019, người tuổi Sửu dễ phải cạnh tranh khốc liệt để chiếm lấy trái tim người mình yêu. Tuy nhiên, Sửu Ngọ tương hại, có vẻ thần may mắn đang không ở phía bạn. Con giáp này gặp nhiều khó khăn trong việc chứng minh tình cảm chân thành của mình. Nhân duyên đến không đúng lúc, dù gặp đúng người thì cũng khó thành đôi, để lại niềm nuối tiếc cho tới sau này. Chính quan nhắc nhở bản mệnh đừng quá buồn rầu mà hãy tập trung vào làm việc. Công việc có thể giúp bạn quên đi nhiều phiền phức và rắc rối mình đang gặp phải. Con giáp này còn được cấp trên đánh giá cao vì tinh thần trách nhiệm nữa cơ. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, công việc tiến triển tốt, đạt được nhiều thành công. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, tinh duyên chưa thực sự vượng sắc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, có thể sẽ bị từ chối tình cảm, khá phũ phàng. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, cần mạnh mẽ để đứng dậy sau vấp ngã. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, hãy đặt mục tiêu cho mình trong từng thời điểm. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Hôm nay Dần Ngọ bán hợp, người tuổi Dần dễ tìm được niềm vui giản đơn chỉ vì những lời quan tâm nhỏ nhỏ từ người mình thương. Tình yêu giữa hai người ngày càng lớn lên theo năm tháng. Thực thần chiếu mệnh, thần tài giúp đỡ nên chuyện kiếm tiền của tuổi này trở nên thuận lợi, dễ dàng hơn nhiều. Bản mệnh có thể thử sức với những lĩnh vực mới hoặc mở rộng quy mô kinh doanh. Lợi nhuận thu về trong ngày hôm nay khá lớn và những chú hổ có thể yên tâm về tiền bạc. Tuy nhiên, bạn nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm để phòng khi bất trắc, tránh việc bị bất ngờ. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, tinh duyên vượng sắc, đào hoa mở lối. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, tài khí vượng, kiếm tiền dễ dàng. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, chuyện làm ăn kinh doanh thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, tình cảm càng ngày càng sâu sắc hơn. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, đen, vàng, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Bước sang thứ tư, tuổi Mão mệt mỏi khi hết lần này tới lần khác, người ấy chẳng chịu hiểu cho những nỗi khổ tâm của mình. Cục diện tương phá cho thấy có kẻ thứ ba đang nhằm nhe, chen chân phá hoại tình cảm của hai người. Chẳng những vậy, ngay cả công việc của con giáp này cũng chẳng được suôn sẻ. Thương quan cảnh báo về sự chảnh mảng, thiếu tập trung khi làm việc khiến cho những chú mèo phải trả giá. Có lẽ bạn đang để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình nên không hề quan tâm đến công việc mình đang làm. Bạn hãy cố gắng dốc lại tinh thần
đừng để mình thua hoài, thua mãi như vậy. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, tình duyên trắc trở, nhiều mối bận tâm. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, công việc khó khăn, không như mong đợi. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, cần bình tĩnh để giải quyết từng vấn đề. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, trở nên tự cho mình là đúng mà phải tìm hiểu rõ ràng. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, dễ để cảm xúc lấn át hết lý trí. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn, thiên quan chiếu mệnh, tuổi Thìn không thể hiểu được tại sao kẻ tiểu nhân lại cố tình nhắm vào mình để lợi dụng. Bản mệnh vốn cả nể, chẳng muốn từ chối nên chấp nhận lời đề nghị mà không biết đang tự hại mình. Những chú rồng dễ vướng phải họa thị phi khi mà bao nhiêu công sức bỏ ra đều bị kẻ tiểu nhân nẫng tay trên mà lấy mất. Trong khi đó, bao nhiêu tiếng xấu thì bạn phải đứng ra gánh hết, oan ức chẳng ai hay. Hỏa dưỡng thổ, cũng may còn giáp này có hậu phương vững chắc, có người luôn tin tưởng và ủng hộ mình nên bớt phần căng thẳng trước những biến cố dồn dập. Có người chống lưng, bạn hãy vững vàng hơn nhé. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, tiểu nhân quấy nhiễu, gây bao rắc rối. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, thị phi bủa vây, mất hết tín nhiệm. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, có thể sẽ tìm được tình yêu bất ngờ. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, luôn có người đứng phía sau ủng hộ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, trong cái rủi vẫn luôn có cái may thường trực. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, Tỵ Ngọ tương hội. Tử vi hôm nay là lời chúc mừng với người tuổi Tỵ vì những may mắn, những thành công mà con giáp này đạt được. Bản mệnh nếu còn độc thân thì dễ tìm thấy được nửa kia của mình. Với các cặp đôi, tình yêu thăng hoa rực rỡ có thể sẽ tạo bàn đạp cho đôi bên tính tới chuyện tương lai bên nhau lâu dài. Tình cảm bồi đắp theo năm tháng, đôi bên đều hiểu và thông cảm cho nhau mỗi khi khó khăn. Thiên tài báo hiệu tài lộc đang đến rất gần, con giáp này được trao cho nhiều cơ hội kiếm tiền khá thuận lợi. Chỉ cần bạn nhanh nhạy chút thôi là tiền bạc đã un đổ về túi, chẳng gặp phải quá nhiều trở ngại. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, kiếm tiền dễ dàng nhờ may mắn ở bên. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, tinh duyên thám sắc, dễ gặp được người ưng ý. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, nên mở lòng mình đón nhận tình yêu. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, cần tận dụng cơ hội để nhanh chóng phát tài. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, đừng ngần ngại tìm người giúp đỡ. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, xem tử vi 2019, người tuổi Ngọ có thể sẽ cần đến sự giúp đỡ của người thân để vượt qua những trở ngại về tâm lý. Cục diện tự hình ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của bản mệnh trong ngày hôm nay. Con giáp này dễ cảm thấy bất lực, chán nản với chính bản thân mình, từ chối sự quan tâm, chăm sóc của những người xung quanh mình. Bạn tự đẩy mình ra xa mọi người, muốn xa lánh với cả thế giới. Chính tài nâng đỡ, cũng may con giáp này vẫn có được nguồn thu nhập ổn định vững vàng từ công việc chính. Bản mệnh đảm bảo được công việc hoàn thành đúng tiến độ, chứ không tới mức bỏ bê tất cả. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, tinh thần sa sút, dễ đưa ra quyết định sai lầm. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, nên cân nhắc những chuyện cần làm. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, hãy thử chia sẻ tâm sự với người thân. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, công việc tiến triển tốt, thu nhập vững vàng. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường cam, hồng, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, Ngọ Mùi nhị hợp, đường tinh duyên của người tuổi Mùi hôm nay thực sự vượng. Con giáp này có được nhiều cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc với người khác phái, như thế mà khả năng thoát kiếp độc thân cũng sẽ cao hơn. Xem tử vi thứ tư của 12 con giáp, tuổi Mùi còn có được cơ hội để thăng quan tiến chức nữa cơ.
quả là một ngày may mắn cho con giáp này. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng quên rằng phải giữ sự khiêm tốn cho mình nhé. Bạn có được thành công cũng là nhờ sự phối hợp của đồng nghiệp. Đừng vì mình thành công mà lên mặt. Chính quả nhắc nhở bạn cần có tinh thần trách nhiệm cao, đừng đem con bỏ trợ. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, tinh duyên vượng sắc, có nhiều cơ hội kết đôi. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, công việc tiến triển tốt, được cấp trên ưu ái. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, nên có trách nhiệm cao với công việc. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, đừng cho rằng mình không thể làm được bất cứ điều gì. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường nâu, cam, quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. Tử vi tuổi Thân. Xem tử vi hàng ngày, thiên ấn xuất hiện, công việc của người tuổi Thân có thể tìm được cách giải quyết để vượt qua khó khăn lần này. Bạn cần phải bình tĩnh để tìm ra đối sách, đừng ngại đi theo con đường mới, bởi đó mới là cách thức phù hợp hiện giờ. Hỏa kim xung khắc, mâu thuẫn trong chuyện gia đình khiến cho hai vợ chồng con giáp này không muốn nói chuyện với nhau. Có thể chiến tranh lạnh sẽ xảy ra, không khí trong nhà càng ngày càng căng thẳng. Con giáp này nên gạt bớt cái tôi của mình xuống một chút. Không phải người mở lời trước là người thua cuộc. Hãy nói lý lẽ cho người ấy hiểu, đừng để mọi chuyện đi quá xa, đến khi không thể quay đầu lại được. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, tình cảm có thể xảy ra rạn nứt. Tử vi tuổi Bính Thân, hỏa, cần hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, có những chuyện không thể vội vàng được. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, đừng cố chấp mà để lỡ mất cơ hội. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, hãy sáng tạo hết mức có thể trong khả năng của mình. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Với người tuổi Dậu, thứ tư này là lúc mà bạn cần phát huy hết mọi năng lực của mình để phát triển sự nghiệp. Chính ấn đang tạo điều kiện cho con giáp này thể hiện năng lực lãnh đạo của mình. Bản mệnh hãy mạnh dạn làm theo suy nghĩ của bản thân. Đừng lo lắng thái quá, bạn vẫn sẽ nhận được những lời khuyên bảo, góp ý chân thành khác nữa. Sai thì sửa, còn nếu không muốn sai thì chỉ có không làm gì mà thôi. Ngũ hành tương sinh không phải là dấu hiệu tốt cho người tuổi Dậu trong chuyện tình cảm trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể sẽ bỏ bê gia đình, người thân vì những tham vọng của mình, khiến cho tình cảm dễ nhạt phai. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, đừng mải mê công việc mà bỏ bê gia đình. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, sự nghiệp tăng tiến, đạt được nhiều thành công. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, thỏa mãn với những gì mình đạt được. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, có thể bạn sẽ gặp được quý nhân trợ mệnh. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, đừng vội đưa ra bất cứ nhận định nào khi chưa rõ ràng. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường bạc, vàng, quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Tuất Ngọ bán hợp, thứ tư này là ngày mà người tuổi Tuất đón tin hùng cát đan xen. Bạn mệnh sẽ nhận được nhiều may mắn trong chuyện tình cảm, có người mà đến cho bạn hạnh phúc bất ngờ. Tình yêu đến ngay vào lúc bạn chẳng hề mong chờ, nhưng cuối cùng lại là thứ bạn thực sự cần. Bạn sẽ thấy được sức mạnh của tình yêu khi có người ở bên vỗ về, che chở, an ủi mình dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Thiên quan giáng họa, hôm nay tuổi Tuất dễ bị tiểu nhân gây khó dễ trong công việc, khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao trong khoảng thời gian quy định. Điều này sẽ mang tới khá khá rắc rối đó. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, tiểu nhân tìm cách phá hoại công việc. Tử vi tuổi Bính Tuất, thổ, dễ cảm thấy bất ngờ khi tình yêu tới. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, nên cố gắng để vượt qua thử thách trước mắt. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, đừng từ chối khi tình yêu đã gõ cửa trái tim. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, có những điều bạn cần phải học cách lãng quên. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi.
Xem lịch ngày tốt, tỷ kiên chiếu mệnh, đường công danh sự nghiệp của tuổi Hợi đang có những bước tiến vững chắc. Tuy không quá nhanh nhưng bản mệnh hài lòng với điều đó. Bạn không muốn mình nhầy nhầu rồi vấp ngã. Hỏa thủy bất dung, đây là dấu hiệu cho thấy con giáp này đang trở nên cố chấp và mong muốn đối phương phải làm mọi chuyện theo ý mình. Bạn áp đặt suy nghĩ của mình cho người ấy mà không quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Con giáp này nên học cách lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu cho nhau. Ai cũng có chính kiến, có lý lẽ của riêng mình. Điều bạn cho là đúng, chưa chắc đã đúng với tất cả mọi người. Đừng vì thế mà căng thẳng. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, tình yêu chẳng ai muốn tan vỡ. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, thư chủ và độc lập trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, cần dừng việc áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, mâu thuẫn bùng nổ khi không có tiếng nói chung. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, có nhiều chuyện khiến cho đôi bên dễ nảy sinh hiểu lầm. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ, Tí, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.